Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Wannabe Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giáo thuyết vô cùng thú vị trong Wannabe. Vậy cho nên, anh em hãy đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vậy là Wannabe chapter 1065 cũng đã được xuất bản đầy đủ, và có thể nói đây là một chapter tuyệt vời, xung quanh cuộc phiêu lưu của băng tạc của Rome bên trong hòn đảo hết. Quay trở lại với chủ đề chính trong video hôm nay, góc soi mói những thông tin chi tiết thú vị của chapter 1065. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn này chờ thăm nữa, hãy cùng mình đến với chủ đề vô cùng mới này nhé. Đầu tiên là trang bị màu của chapter tuần này, nói về chủ đề Wannabe Film Red. Và chỉ còn 2 tuần nữa Wannabe Film Red sẽ được công chiếu tại Việt Nam, thật sự mong chờ. Mở đầu chapter là những diễn biến trên tàu của băng tặc Murom xung quanh cuộc trò chuyện của Yoro, Brook và Tank Karibo. Theo đó, Yoro quyết định ở lại vì không tin tưởng nơi này, một hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của chính quyền thế giới. Ngoài ra, với việc Oda quyết định để Yoro ở lại thuyền thì nói như một sự khẳng định rằng Yoro xứng đáng là tiền phó băng tặc Murom. Và tôi cho rằng Yoro hiện tại đã thay đổi quan điểm của mình về Sanji. Và ý của tôi đây là Yoro chính thức từ bỏ việc cạnh tranh với Sanji. Ngoài ra, đây cũng chính là cái cách để Oda nâng cấp sức mạnh cho Sanji một cách hoàn toàn tuyệt đối, khi để Sanji lần lượt chạm trán với các bản sao của tiến sĩ Vekoman, đặc biệt là bản sao bên cung 1 Sakka. Chuyển sang cảnh nhóm Sanji và Nami, theo đó cả nhóm đã vào được bên trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Vekoman thông qua một cây cầu thang hình chiếc ống. Nhưng có lẽ điều tôi quan tâm chính là những lời nói của bản sao bên cung 2 Lilith. Theo đó, tiến sĩ Vekoman vẫn không ngừng tìm kiếm những nguyên liệu thay thế nguồn tài nguyên vốn có, và đó chính là ngọn lửa vĩnh cửu để có thể tạo được mặt trời của riêng mình. Và đối với tôi, đây là một thông tin cực kỳ quan trọng, bởi nếu để ý mà sẽ thấy chủng tộc Lunarian của King là chủng tộc có ngọn lửa đặc trưng trên lưng, và chủng tộc này được gọi là những vị thần. Tuy nhiên, tất cả đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một mình King. Và thông qua những lời của bản sao bên không hai Lilith này đã nói thì ngọn lửa chính là nguồn năng lượng tạo nên mặt trời. Và ý của tôi đây là thời xa xưa, chủng tộc Lunarian của King chính là người bảo hộ cho thằng mặt trời Nika, và tổ tiên của King là những người có mối quan hệ mật thiết với thằng mặt trời Nika. Và người đó chính là trò bài của quá khứ và Luffy của hiện tại. Điều này có nghĩa người mà King luôn chờ đợi chính là Luffy. Và cho nên tôi cho rằng gần như chắc chắn vai trò của King trong tương lai sẽ còn rất nhiều đất diễn. Quay trở lại với chapter, bất chợt nhóm nhìn thấy một tên người máy Seraphim trong hình hài của thợ lái tàu bằng hình tạc của Rome Jinbe, sau lưng có dòng chữ Seraphim 04. Ngoài ra, ở phía trên còn có số 0.98%. Điều này có nghĩa tên người máy Seraphim này vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh, và tất cả các thành viên của băng mũ Rơm đều ngạc nhiên khi nhìn tới tên người máy Seraphim này. Chưa kịp định hình thì tên người máy Seraphim trong bên hài thời lá tàu băng tạc mũ Rơm Jinbe đã dùng tia laser tấn công các thành viên băng mũ Rơm, và có thể thấy đòn tấn công là vô cùng mạnh. Nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức Nami rút cây gậy thời tiết của mình để tấn công. Tuy nhiên, khi Nami chưa kịp tấn công thì tên người máy Seraphim này đã kịp lặn xuống mặt sàn và bên đến chỗ Nami. Và tất cả mọi người đều cho rằng tên người máy Seraphim này có sở hữu năng lực trác quỷ giống Seraphim. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ như vậy, bởi nếu để ý mình sẽ thấy trên tay của tên người máy Seraphim Jinbe này có gắn một thiết bị, và chính thiết bị này đã giúp cho nó có thể bơi lội dưới mặt đất. Ngoài ra, cặp mắt của tên người máy Seraphim này đã thay đổi ngay lập tức khi Nami có định tấn công, và âm thanh bíp bíp này chính là cái cách để nó nhận dạng được Nami, một hải tặc thuộc băng hải tặc tứ hoàng Luffy, và nó đã kịp bóp cổ Nami. Ngay lập tức, đầu bếp băng hải tặc Murom Sanji lao vào tấn công tên người máy Seraphim này bằng một cú đá Diazebo, và nói rằng dù có mang hình hài của Jinbe đi chăng nữa thì hành động bóp cổ Nami xem như là một ân tử. Và nhìn vào khung tranh này có thể thấy Sanji đã sử dụng ngọn lửa xanh ngay từ đầu để chiến đấu với tên người máy Seraphim này. Điều này cho thấy lớp da phòng thủ của nó cứng hơn cả quyền mình dịch. Đến rồi sau đó, Nico Robin và Usopp đồng loạt tấn công tên người máy Seraphim này. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất chính là phát bắn laser của Franky, thợ lái tàu băng hải tặc của Rome. Chứng kiến đòn tấn công này, bản sao bên không ba Edison vô cùng ngạc nhiên, bởi tên người máy Seraphim này vẫn còn trẻ con, vẫn chưa được hoàn thành 100%. Điều này cho chúng ta thấy được những tên người máy Seraphim hoàn chỉnh sẽ vô cùng mạnh mẽ như thế nào. Bởi trước đó, những tên người máy Seraphim đi cùng với Kobe đến hòn đảo Amazonia vẫn chưa được hoàn thiện 100%, bởi bọn chúng vẫn còn đang trong hình hài của những đứa trẻ. Tuy nhiên, những đòn tấn công của bọn chúng là vô cùng mạnh. Bằng chứng là tên người máy Seraphim trong hình hài đệ nhất kiếm sĩ Mắt Dị Hầu Mihawk chỉ với một nhát chém đã làm bay một ngọn núi tại hòn đảo Amazonia trước đó, thật sự đáng sợ. Tiếp theo là sự xuất hiện của lần lượt tất cả các bản sao Vegapunk từ bên công 6 cho đến bên công 1. Và có lẽ ấn tượng và hoàn chỉnh nhất chính là bản sao bên công 1 Sakka, đại diện cho công lý và logic. Bởi sau khi bản sao bên công 1 Sakka xuất hiện, chấm dứt cuộc chiến của tên người máy Seraphim, thì những bản sao Vegapunk khác ngay lập tức nghe lệnh. Tuy nhiên, điều tôi đặc biệt quan tâm chính là căn phòng mà băng hải tặc Murom đang đứng, đó chính là nơi ở của tất cả các bản sao Seraphim còn lại. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy các con số 4, 5, 6 lần lượt xuất hiện, tượng trưng cho thứ tự của những tên người máy Seraphim. Bởi sau khi xuất hiện, bản sao bên công 1 Sakka đã nhốt tên người máy Seraphim trong hình hài thời lá tàu băng hải tặc Murom Jinbe trở lại vị trí số 4. Vậy cho nên chắc có thể trong một vài chapter tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được thêm một vài bản sao của những tên người máy Seraphim còn lại nữa. Và tôi khá chắc chắn rằng bọn chúng có hình hài của những cựu thất vũ hải trong Wannabe lúc nhỏ.
Qua đây, nó cũng cho chúng ta thấy được âm mưu của bản sao bên công hai Lilith khi cố tình dẫn dụ băng hải tặc Murom vào bên trong căn phòng này để cho những tên người máy Seraphim xử lý. Thật đúng với bản chất tà tâm của bản sao bên công hai. Để rồi cuối chapter, nhóm Luffy đã tìm thấy một con robot khổng lồ thời cổ đại đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Đầu của nó có một cặp sừng và đã bị gãy một bên. Để rồi sau đó là những lời của bản sao bên công một Sokka. Ông cho rằng đã có một nơi nào đó giống hết của hiện tại, một vương quốc có nền văn minh tiên tiến đã từng tồn tại cách đây 900 năm. Và vương quốc mà bản sao bên công một Sokka này nói chính là vương quốc cổ đại trong quá khứ, với người đứng đầu là thằng mặt trời Nika Joe Boy và là thằng mặt trời Nika Luffy của hiện tại. Và sẽ rất thú vị nếu con robot cổ đại này vẫn còn nhận thức khi thằng mặt trời Nika Luffy chạm vào nó, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Trên đây là góc soi mói những thông tin chi tiết vô cùng thú vị trong One Piece chapter 1065 mới nhất. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video ngắn này. Đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.